mạch điện song song và nối tiếp. Khi kết nối các thành phần trong mạch điện, chúng ta có thể kết nối chúng nối tiếp hoặc song song hoặc kết hợp chúng để tạo thành một mạch song song nối tiếp. Trong mạch điện song song, điện áp ở mỗi nhánh đều bằng nhau và bằng điện áp của pin. Tại sao lại vậy? Bởi vì mỗi nhánh đều được nối trực tiếp với pin. Vì vậy, điện áp ở hai đầu cực của pin cũng chính là điện áp ở hai đầu mỗi nhánh. Mỗi nhánh sẽ nhận được toàn bộ áp lực. Còn trong mạch nối tiếp, như chúng ta đã biết, điện trở là thứ cản trở dòng điện và gây ra sự sụt áp. Càng nhiều điện trở mạch nối tiếp với nhau thì điện áp càng bị giảm đi, và tổng điện áp sụt giảm đó sẽ bằng điện áp tổng hay điện áp của pin. Vì vậy, chúng ta có công thức U tổng bằng U1 cộng U2. Điều này vẫn đúng đối với nguồn điện. Chúng ta có hai cục pin 1,5V mắc nối tiếp như này thì sẽ tương đương với một cục pin 3V. Còn khi mắc song song thì điện áp cũng chỉ là 1,5V. Tuy nhiên, thời lượng sử dụng điện áp 1,5V sẽ lâu hơn.